thị trường đã có những cái lực hồi phục đúng như dự định chúng ta đề ra. Những phiên chúng ta quay lại được đường MA20 và sau đó tích lũy lại ở trên đường MA20 rất tích cực, đúng mọi người. Chúng ta thấy này, những cái siêu cổ phiếu, những cổ phiếu ta chọn lọc rất khỏe như là Contechcom, BVS, CTR và nhiều mã phiếu khác nữa. Và nếu mọi người có xem cái video đó là ba siêu cổ phiếu đánh cho năm 2024 của em Thiện ở 6 ngày trước nha, thì chắc chắn mọi người cũng đã có được danh mục đầu tư rất là tốt rồi. Trong ba cổ phiếu này, đó là những mã cổ phiếu như là mã cổ phiếu BVS, đúng không ạ? Đó, trong những cái câu chuyện kỳ vọng cũng như là tổng kết lại trung hạn chúng ta vào giá nào, ngắn hạn chúng ta mua vùng nào và kỳ vọng ở đâu. Và hôm nay là một cái phiên đánh tầm khoảng đâu đó 5,2%. Danh mục của em Thiện nha, hôm nay thì có phòng hộ hai lệnh. Hôm nay thì được cái mã phiếu BVS đã lên rất là khỏe trong ngày hôm nay. Mình thấy này, cũng đã được tầm khoảng 7% với mã phiếu BVS rồi. Và cổ phiếu Contechcom nữa đánh lên rất là khỏe nhá. Đâu đó cũng đã được tầm khoảng 7-8% rồi. Và trong cái video này cũng đề cập cho mọi người mã phiếu Contechcom luôn, phân tích khá là kỹ cho mọi người về doanh nghiệp, về câu chuyện đầu tư và cũng như là rủi ro nó đạt được là gì, và điểm mua, điểm vào và điểm kỳ vọng của mã phiếu này nhá. Khá là kỹ cho mọi người, ngắn hạn như nào, trung hạn như nào. Và ngành thép nữa cũng là một ngành trong ba cái cổ phiếu này thì có đề cập bên đây, và cũng nói là mã phiếu này khá là khỏe đó mọi người, khá là tốt khi mà giữ nền rất là tốt với mã phiếu ngành thép. Thì sau ba mã phiếu này em thì nghĩ là sẽ đến một mã phiếu nữa sẽ là siêu phẩm trong thời gian tới, và cái mã phiếu đó thì cũng đã đề cập ở trong cái đánh giá cái thị trường rồi, cũng như một số mã phiếu quan tâm và cần mua rồi. Đấy, đó chính là mã cổ phiếu GVR chúng ta đề cập ở đây. GVR là một mã cổ phiếu mà Nhân Thịnh nói rồi, xuất thân từ ngành cao su và cũng như có những cái tiềm lực đến từ doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn từ, với những cái diện tích đất rất là lớn và sẵn sàng chuyển đổi từ đất cao su thành đất khu công nghiệp. Chính vì thế cái tiềm năng khi mà dòng vốn FDI đổ về Việt Nam ta thì sớm muộn những cái mảnh đất sẽ được nhà nước hỗ trợ và chuyển đổi thành đất khu công nghiệp, và từ đó sẽ tăng được những câu chuyện, tăng được cái doanh thu, tăng được cái lợi nhuận của mã phiếu GVR rất là nhiều. Và doanh thu đến từ cao su này, các sản phẩm từ cao su này, gỗ này, hay là thanh lý những cái vườn cao su và chuyển đổi thành đất khu công nghiệp đó, với cái luật đất đai sắp tới được sửa đổi ở đâu đó tầm khoảng tháng 1 ngày 1 năm 2025 sắp tới, thì mình nghĩ rằng là mã phiếu GVR sẽ là một mã phiếu có tiềm năng đó trong khoảng 3-4 năm tới. Và câu chuyện của mã phiếu này sẽ xoay quanh vấn đề là dòng vốn FDI đổ vào thị trường Việt Nam ta với khu bất động sản khu công nghiệp, và tin rằng cái giá hấp dẫn và giá hợp lý của mã phiếu này sẽ đâu đó tầm quanh vùng giá tầm 40 đến vùng giá tầm 50, và vùng giá này sẽ là vùng giá hấp dẫn cho câu chuyện trung hạn, dài hạn và về đỉnh cũ là điều hiển nhiên. Thì đó là mã phiếu thì nghĩ rằng là chúng ta cần quan tâm được và quan sát được nhé. Với một thị trường hiện tại đã có nhiều điều tích cực hơn, quay lại được đường MA20 như hiện tại nhá. Chúng ta đã có những mã cổ phiếu như là PVS, hôm nay là một cây nến mà gọi là nhấn chìm nhá, nhấn chìm tăng đó, và sớm muộn nó sẽ có một phiên này kiểm tra giá 40 ở phiên ngày mai thôi. Và nếu vừa được giá 40 thì chắc rằng là cái câu chuyện vùng giá 50 em Thiện vẽ ra ở trong cái video vừa rồi không sớm thì muộn đâu mọi người. Mã phiếu Contechcom cũng vậy, với những cái backlog hiện tại rất là nhiều, sẵn sàng cho tầm 2-3 năm tới, và một tiềm lực doanh nghiệp xây dựng mà hiện tại vay nợ rất là thấp, nên giá P/B cực kỳ rẻ, những sự ổn định về bộ máy của doanh nghiệp, cá nhân trong doanh nghiệp hiện tại đã ổn rất là nhiều rồi. Thời gian trước đó thì nên linh sinh bởi một số câu chuyện đến từ bộ máy trong doanh nghiệp liên quan đến gọi là thoái vốn và chuyển giao sang cho nước ngoài, và người lãnh đạo thì về làm chủ doanh nghiệp, đó là Newtechcom nhá. Thì bây giờ đã ổn định rất nhiều rồi, và sớm muộn thì về vùng giá 80 trong nay mai thôi, dài hạn thì chắc thì nghĩ là 100-120 thôi nhá. Mã phiếu CTR của mã phiếu hôm nay tăng rất khỏe. CTR thì em Thịnh cũng chỉ mới vừa mua thêm ngày hôm qua thôi. CTR hôm qua em đã mua thôi, quanh vị thế nó ngắn thêm ở cái chặt là chặt 1 giờ. Từ mã phiếu này ở chặt 1 giờ nó có ta cái vị thế đó là kỳ vọng quay trở lại tạo vùng 2 đỉnh nhá, cho nên là hiện tại chúng ta thấy được đâu đó chúng ta mua vùng này đã có được mức lợi nhuận khá là ok rồi, đúng không? 5% cho một cái deal đánh cực kỳ ngắn chúng ta đề ra.
Và với câu chuyện mà Phil làm thì nghĩa là nó chỉnh lại để nó kéo The Boy Band lên trên, kéo đường mãi mưa lên trên và chuẩn bị một phiên lên nữa. Và sắp tới cái thế mây xanh sẽ là như thế này, đúng không ạ? Thì là cái câu chuyện của mà Phil nó sẽ ít nhiều nó sẽ đánh rất là ok. Thì góc độ như sau thì kỳ vọng như này, nó sẽ một phiên lên từ vùng giá 100 rồi tích lũy lại con vùng này đó, sau đó sẽ về kiểm tra cái thế mây này, sau đó mới lên tiếp được. Để kịch bản đề ra mã phiếu CR như vậy, CR cũng là mã phiếu trong cái mục dài hạn chúng ta đề ra và trung hạn chúng ta đề ra đó. Với những câu chuyện của mạng 5G, tiếc là mã phiếu năm thì để dành cho khách hàng thôi chứ không có công bố lên YouTube, nhưng mà nhìn chung thì sớm muộn thôi, những câu chuyện của mạng 5G triển khai với những câu chuyện về xây dựng những tòa nhà rồi chuyển đổi về chuyển đổi số này, xây dựng một số rất nhiều sản phẩm thông minh vân, thì câu chuyện mã phiếu này sớm muộn sẽ là về mức giá tầm khoảng 150 cho đến 200 là điều thì đang kỳ vọng, và đang kỳ vọng rất nhiều mã phiếu này nhá. Nó bước vào một cái chu kỳ tăng giống như mã cổ phiếu Vinamilk ở thời điểm 5.11 đến 5.13 rồi đó, hay là chu kỳ tăng trưởng của một số mã cổ phiếu nhóm ngành chúng ấy là một số mã phiếu FPT này đó. Đó là những câu chuyện của mã phiếu CTR như vậy. Thì bây giờ sẽ là mã cổ phiếu GVR nhé, GVR. Sau những mã phiếu đó sẽ là mã phiếu GVR. Nó cũng sẽ là một mã phiếu mà có một vùng nền tích lũy rất là chặt ở đây đó, và sẽ đánh break out đây, giống như mã cổ phiếu đó, mã cổ phiếu BVS vậy đó. Với những câu chuyện của MOL B, thì mã phiếu GVR hiện tại thì đang kỳ vọng là ít nhiều nó cũng sẽ có, ví dụ vừa được cái mô hình đó, mô hình vai đầu vai ở cái chặt tuần. Và mình tưởng tượng đi, một cái mô hình vai đầu vai ở cái chặt đo chặt tuần thì nó phải lớn cỡ nào, nó đủ sức hút cỡ nào, đúng không ạ? Nó không phải nhỏ đâu mọi người ạ, rất là lớn nhá. Mình thấy này, một mô hình hai đỉnh ba đỉnh ở cái chặt đo chặt tuần thì xuống giảm rất mạnh, nhưng đây một mình vai đầu vai ở chặt tuần thì mình nghĩ là cái xuống tăng rất là mạnh. Và với cái thế mây hiện tại nữa là chỉ có một thế mây đi ngang thôi, và trong quá trình đi ngang đủ nhiều đây thì sẽ đánh lên sớm muộn lên giá 40 thôi. Với những câu chuyện của mã phiếu này và sóng bất động sản công nghiệp đang khá rộ thời gian vừa qua nhá, thì đó là câu chuyện thì kỳ vọng với mã phiếu GVR. Và từ ngày mã phiếu này vẫn đang sẵn sàng cho mọi người mua được quanh vùng giá tầm khoảng dưới 20, tiên cũng đã mua đó vùng giá tầm 19-18 rồi. Và tôi nghĩ là sớm muộn mã phiếu này cũng sẽ lên thôi nhá, mọi người sẵn sàng đi, giống như mã phiếu SC đó, sớm muộn sẽ lên thôi, giống như mã phiếu này hiện tại cũng đang đâu đó giống cái khúc này này, giống cái đoạn này nhá, để dòng tiền vào sẽ kéo lên thôi. Thì đó là mã phiếu GVR, là một mã phiếu này nghĩa là sẽ là siêu cổ phiếu trong thời gian tới. Và sau mã phiếu GVR này, chúng ta vẫn thấy được là những mã cổ phiếu như những mã bất động sản khá là khỏe, đúng không mọi người? Đó, em thấy như là Phát Đạt này, một phiếu rất là khỏe đấy. Và nếu nói có những sự rung lắc ở vùng này, có khi là vùng mua nhá. Rồi Lam Long cũng là phiếu khá là khỏe, tích lũy trên mây tốt, và 70% những mã cổ phiếu mà nó đi được tầm khoảng 2/3 nhá, 70% cổ phiếu đi được 2/3 của mây, của flat mây thì sẽ đánh lên đó. Thì chúng ta đang kỳ vọng với mã phiếu này cũng sẽ như vậy, sẽ bán đi được tầm khoảng 2/3 của flat mây ở đây, sau đó lên trên nhá. Chúng ta đang kỳ vọng với mã phiếu này là như vậy, ok nha mọi người đấy. Rồi kể cả những mã cổ phiếu chúng ta thấy ở đây, như là một số mã cổ phiếu như là Khang Điền, mã phiếu này rất thích, Khang Điền rất thích, nó cũng sẽ là một mã phiếu an toàn về câu chuyện của doanh nghiệp khi mà không dính vào trái phiếu thời gian vừa qua, và hoàn toàn thể là có những cái sự bùng nổ trong những tới khi cái dòng vốn nó ổn định hơn rất nhiều đó. Khang Điền, Lam Long, Đức San và kể cả Phát Đạt, một sát sống trỗi dậy sau những định hướng rất là tốt đến từ chủ doanh nghiệp, cơ cấu những cái vấn đề về đoạn trái phiếu, cơ cấu nợ vân, để tập trung vấn đề xây dựng bất động sản chính và đẩy mạnh vấn đề về khu vực bất động sản, khu vực Bình Dương. Thì đó là những câu chuyện thì đặt ra như vậy, và những mã phiếu này thì vẫn đang kỳ vọng rất là nhiều nhá. Đoạn này thì đoạn sẽ cổ phiếu sẽ phân hóa thôi, thị trường sẽ đi một đàn, cổ phiếu sẽ đi một nẻo thôi. Và nhận chung về thị trường thì vẫn nghĩ là thị trường nó sẽ đi cho một xuống đi sideways lớn ở vùng này. Và thì nói rất là nhiều với mọi người rồi, thì chúng ta sẽ có một quá trình tạo đáy lớn trung dài hạn ở cái thời điểm 524 này nhá. Và cũng sẽ nhận đáy lớn này, đáy số 4 á, đâu đó tầm khoảng quý 2 524. Và khi xác nhận xong rồi thì ít nhiều nhá, thì chúng ta sẽ về được vùng đỉnh cũ 1.500 hoặc xa hơn là điều khả năng trong 525 hay 526. Thì chính vì vậy, chúng ta phải lên được những kịch bản về cổ phiếu chúng ta mua khi nó về giá rẻ, và kịch bản chúng ta mua khi thị trường chúng ta tích lũy hoặc thì chúng ta giảm mạnh nhá. Và với độ trường hiện tại thì chúng ta sẽ đưa có hai kịch bản, em thì nói rất là nhiều rồi.
Thì về với cái thế may hiện tại này là một cái thế may cho hai kịch bản như sau. Tức là có thể thì Jun sẽ đi đánh ngắn quanh vùng này và cố gắng vượt khỏi cái eo mây nhỏ nhỏ ở đây. Chúng ta có một cái eo mây ở đây, vượt được vùng trên này thì sẽ cố gắng tới lại ở trên điểm flat trên này nhá. Còn sớm muộn như nào chúng ta không biết. Thì đó là kịch bản tích cực nhất của trường như vậy. Nhưng nếu chúng ta đi một kịch bản tiêu cực hơn, tức là sẽ cố gắng tới lại cái vùng này nhưng thì chúng ta lại không vượt qua được, lại cố gắng bò xuống dưới này đó, thì rất là xấu nhá. Như này rất là xấu và đó kịch bản không tốt. Họ bước vào trong cái mây dày ở đây thì cũng không phải là một kịch bản tốt đẹp. Ok chưa mọi người? Đó, bước vào mây dày như thế này cũng sẽ rung lắc và giảm rất là nhiều nha, và rất khó chịu, thấy không? Đó, sau khi không vượt được cái eo mây chỗ này, thấy không, thì ngay lập tức bị điều chỉnh trở lại và giảm và kiểm tra ở những cái vùng dưới của eo mây đó, tiếp tục đi lại và chờ đợi đoạn mây mỏng mới vượt lên trên được. Thì đó kịch bản của thị trường về cái Ichimoku như vậy. Nhưng mà thị trường ta sẽ, em thì nghĩ là sẽ phân hóa và sẽ đi ngang chính thôi, hoặc là sẽ giảm nhẹ, rất khó sập được. Tại vì sao? Vì hiện tại cái vĩ mô đã tốt rất nhiều rồi, chúng ta không còn bị áp lực bởi tỷ giá nữa, và mặt bằng chung về cái lãi suất huy động, lãi suất cho vay v.v. đang giảm rất là nhiều và hỗ trợ doanh nghiệp rất là nhiều. Và kể cả những câu chuyện xoay quanh vấn đề liên quan đến xuất khẩu hay nhập vốn FDI đổ về Việt Nam ta tốt hơn rất nhiều đó, và những áp lực liên quan đến là cái câu chuyện thế giới như là Fed sẽ tăng lãi suất hiện tại cũng đã hết rồi, chỉ đâu đó sẽ quanh vấn đề đó là ngừng tăng lãi suất và đi ngang thôi. Đó tầm khoảng 3-6 tháng nhá, thì câu chuyện chúng ta sẽ thấy là vĩ mô nó ấm dần hơn và khỏe hơn nhiều và đỡ phải lo lắng nhiều hơn trong đó tầm khoảng đầu năm nay. Nhưng câu chuyện thị trường Việt Nam ta sẽ gặp khó khăn đó tầm khoảng 524 và sẽ kéo dài đến tận quý 2 524 là có khả năng xảy ra. Tức là có thể thị trường nó sẽ đánh thêm một cái kiểu gọi là chúng lại có một cái vùng, đó là vùng đáy 1, đáy 2, đáy 3. Và nếu trường ta xác định đây là một cái vùng gọi là đáy lớn trung hạn nhá, giống như những lần của năm 2013 đến năm 2015, 16 hay những lần của năm 2019 vân vân á, thì nó sẽ có một cái đáy trung hạn ở đây và khi đó nó sẽ có một cái nhịp đó là lên sinh cái vùng này và đợi đến tầm khoảng quý 3 hoặc là quý 2 của năm 2024 thì mới có thể xác nhận cho một phiên nó lên trên được. Và khi đó nó sẽ vùng đáy số 4 và ít nhiều nhá, cái vùng đáy số 4 này sẽ là vùng đáy xác nhận trong là một xuống trung hạn và có thể nó sẽ mua rất là nhiều, mua nắm giữ dài hạn ở vùng đáy số 4 này luôn nhá. Đó kịch bản cho một cái xuống trung hạn như vậy. Vậy nên thì xuống ngắn hạn thì vẫn là đi ngang và tạo sẽ up cho một xuống tạo đáy 4 trung hạn nhá. Thì đó về góc nhìn thị trường như vậy. Còn về mặt cổ phiếu thì nhiều mặt phiếu khỏe hơn, như là về nhóm ngành chứng khoán cũng khá là khỏe này, SI, VCI, kể cả như là mã phiếu như là VD cũng khá là khỏe rất nhiều so với nhiều mã phiếu khác nhá, và khỏe hơn thị trường ta nữa. Trong khi đó những mã phiếu như Hoa Sen hay là mã phiếu Nam Kim hay là Hòa Phát thì lại yếu hơn, bị rụt đầu bán trở lại nhá. Còn với một số mã cổ phiếu về câu chuyện liên quan đến về đầu tư công thì vẫn nghĩ là CDD là mã phiếu khỏe và chúng ta vẫn kỳ vọng được cái super trend nó ở cái chặt Adidas hiện tại sẽ bước vào và sẽ tăng mạnh lên 180. Và ít nhiều mà cổ phiếu như là CTR cũng khỏe, kỳ vọng lên vùng giá 100 sẽ điều chỉnh lại, chúng ta sẽ có điểm mua lại quanh vùng giá tầm khoảng 7x cho đến 8x. Còn với những câu chuyện của mã phiếu VCG liên quan đến câu chuyện của sân bay Long Thành cũng là một mã phiếu là rất là thích và kỳ vọng được nhá. Khi mà mã phiếu này hiện tại cũng đang cho thấy là cái góc nhìn đi ngang đây và chúng ta vẫn đang kỳ vọng giống thị trường thôi, vừa được EMA này rất tuyệt vời với góc nhìn của cái chạy Ichimoku hiện tại là như vậy. Còn nếu có giảm mạnh thì đó là cơ hội chúng ta mua nhá. Nó về vùng dưới này nữa chúng ta có thể mua và mua nhắm mắt mua cũng được, thì tôi nghĩ là sẽ đánh lên lại thôi. Tại vì là với cái thế máy xí hiện tại này là thế lên chứ không phải thế giảm đâu nhá. Rồi kể cả những câu chuyện xoay quanh nhóm ngành bán lẻ hiện tại thì mình nghĩ là không nhiều và không nên kỳ vọng nhiều, khi mà nhóm ngành này hiện tại với những câu chuyện của giảm thuế VAT tiếp tục hiện tại đang khá là khó. Thế giới động hay là Digiworld cũng không kỳ vọng nhiều nhá. Có thì mình sẽ kỳ vọng về Digiworld hoặc là Pet thôi. Với những câu chuyện của những ngành xuất khẩu nhá, như là về dệt may, như là Will, TNG hay là kể cả như ANV hay là FMC v.v. thì những mã cổ phiếu này nó sẽ đợi cho những mã cổ phiếu đi trước như là chứng khoán, bất động sản, rồi là thép hoặc là đầu tư công v.v. có sự điều chỉnh hoặc một số mã phiếu trụ điều chỉnh thì nhóm phiếu này sẽ lên
Tức là sẽ thị trường sẽ phân hóa như vậy đó, dòng tiền sẽ luân phiên nhau đánh lên, và nhưng mà phiếu sẽ luân phiên nhau tích lũy và chờ đợi được gọi tên. Chứ rất khó có một phiên nào đó giảm mạnh sập như năm 2022 được, cực kỳ khó với cái thế vĩ mô như hiện tại, trừ khi có một cái thiên nga đen vào đó. Hiểu độ thì chia sẻ mọi người như vậy, và rất mong mọi người hãy yêu thích video như luôn kênh của Thịnh nhá. Hiện tại Thịnh đang có một cái chiến lược tuyển dụng những bạn sinh viên, những bạn cộng tác viên cũng như là một số cái bạn chuyên viên muốn đầu tư chứng khoán và muốn tham gia vào team người đó, hãy liên hệ em Thịnh để được tham gia và cũng như là có định hướng tốt nhất cho việc đầu tư và cũng như là phát triển trong tương lai với một ngành nghề hiện tại chúng thấy đó, một ngành nghề mà viết về nhiều hiện tại VTV và nhiều kênh khác và nhiều cái kênh truyền thông khác cũng đang gọi là lan rộng cái kênh này rồi đó, và sớm muộn thôi chứng khoán Việt Nam ta cũng sẽ có đâu đó tầm khoảng được 10% dân số Việt Nam ta đầu tư chứng khoán, 20% hoặc nhiều hơn nữa là điều sớm muộn thôi. Hiện tại đến cả cái sách vở của cấp 3 hiện tại cũng đã đưa những cái chặt kỹ thuật vào rồi nhá. Thì đó cái tiềm năng rất là tốt cho cái câu chuyện của cái nghề môi giới hiện tại nhá. Thì góc nhìn như vậy, và xin chào mọi người và hẹn mọi người ở cái video theo nhá. Xin chào mọi người.